Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 172. Phiền phức. Đêm đó, có người cố ý khuấy đảo một hồ nước xuân, trêu chọc đến mức mùa đông trong gió rét cũng có thể nở ra những bông hoa lạnh lẽo, và tất nhiên kế hoạch đã thất bại, khiến cho trong phủ nổi trận lôi đình. Chu vương và Ly vương phủ đều rơi vào tình cảnh tương tự. Tối hôm đó, có người gõ cửa phòng của Chu Vương. Chu Vương nghĩ rằng đó là hạ nhân, bèn nói một tiếng vào đi, nhưng chờ mãi không thấy ai vào. Chu Vương tự mình đứng dậy mở cửa, quay đầu lại thì thấy hai cỗ thi thể lạnh như băng trước mặt. Không ai biết hai thi thể này bằng cách nào đến được phủ Chu Vương. Chu Vương nổi trận lôi đình, trừng phạt hết thảy các thị vệ canh gác đêm, lại cẩn thận tìm kiếm trong phủ để nghi ngờ có nội gián nhưng cuối cùng vẫn tay trắng trở về. Và hai thi thể đó chính là những thích khách được phái đi ám sát thẩm diệu. Chu Vương trong lòng bất an, suốt đêm cho người truyền tin tức đến tĩnh Vương, hai huynh đệ dự định nghiên cứu kỹ lưỡng việc này. Còn Ly Vương thì càng thô bạo hơn, có người trực tiếp ném hai thi thể từ ngoài tường vào trong phủ, dọa các thị vệ nhảy dựng. Thị vệ ra ngoài truy đuổi nhưng không tìm thấy một bóng người nào cuối cùng phát hiện hai thi thể này chính là thích khách mà Ly Vương phái đi ám sát thẩm diệu. Ly Vương vô cùng bực tức và lo lắng. Rõ ràng, thích khách của hắn bị giết, điều này cắt đứt con đường của hắn, và kẻ thù này cũng là kẻ thù của hắn. Trong thành định kinh, kẻ thù của hắn có tay chân cao minh như vậy, tất cả thị vệ của phủ Ly Vương đều không bắt được một người, điều này khiến Ly Vương rất không hài lòng. Trong khi đó, Chu Vương và Tĩnh Vương đang trò chuyện chu vương hỏi ngươi nghĩ là ai làm việc này tĩnh vương trầm ngâm một hồi rồi nói có lẽ là ly vương ta cũng nghĩ vậy chu vương gật đầu có thể hắn muốn mượn việc này để uy hiếp ta hoặc là hắn có ý nghĩ giống như ta chỉ là ly vương từ trước đến giờ mặt ngoài hòa khí sẽ không làm như thế trở mặt sự tĩnh vương lắc đầu cũng có thể là tác phẩm của thái tử thái tử chu vương dừng lại rồi gật gù những năm gần đây thái tử luôn giả bệnh ai biết có phải là phép che mắt chúng ta chưa từng thấy thủ đoạn của hắn nếu như là hắn dẫn dụ ta và ly vương đấu đá thái tử có thể ngồi hưởng lời không sai tĩnh vương thở dài chỉ là có người ngươi cũng đừng quên còn có lão cửu lão cửu thì thôi chu vương không để ý lắm khoát tay lão cửu dù miệng lắm lời cũng chỉ là hữu tâm vô lực hắn không thường xuyên đi lại trong chiều làm sao có thể gây rối trong phủ Chu Vương, nếu có, thì ít nhất tay chân của hắn cũng phải là cao nhân. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy lão cửu không đơn giản như vậy, tĩnh vương nói, ngươi không nên xem thường hắn. Tóm lại, Chu Vương thở dài, việc này không đơn giản, dù là ly vương hay thái tử đều không phải kẻ tốt, ta sẽ điều tra kỹ một lần nữa. Ngược lại muốn xem ai đang đứng sau phá dối. Tĩnh vương gật đầu phụ họa. Chu Vương và Ly Vương không biết rằng, người đã loại bỏ thích khách của họ và trả lại thi thể cũng không phải thái tử hay đối phương, mà là một người không liên quan gì đến họ, chỉ là một chiêu gắp lửa bỏ tay người rất khéo léo. Cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử minh tề càng ngày càng kịch liệt. Trong khi thẩm ra mọi người đang lo lắng tìm kiếm ứng cử viên phù hợp, thánh chỉ của minh tề hoàng gia vẫn chậm chạp chưa đến. Không phải vì lý do khác, mà là vì văn huệ đế gần đây bị một chuyện làm cho đau đầu hắn hỏi thái tử bên cạnh đại lương có ý gì đây là muốn đối nghịch với minh tề sao trẫm chưa từng gặp kẻ cuồng vọng như vậy thái tử cũng chỉ dám thưa giả mà không nói gì đại lương duệ vương đã vào cung không biết đã nói gì với văn huệ đế sau khi duệ vương đi văn huệ đế giận tím mặt đập bàn ném chén trà suýt nữa lật đổ cả ngự thư phòng Thái tử suy đoán rằng chắc chắn Duệ Vương đã nói gì đó xúc phạm, nếu không cũng không thể khiến Văn Huệ Đế tức giận đến thất thố như vậy. Văn Huệ Đế thực sự đang nổi trận lôi đình. Minh Tề bây giờ quốc lực không còn cường thịnh như thời lão Hoàng Đế. Đối mặt với Tần Quốc và Đại Lương, thực tế không có gì đáng kiêu ngạo. Lần này tổ chức cống nạp yến tiệc lớn như vậy chỉ là để che giấu sự trột dạ của mình, để Đại Lương và Tần Quốc thấy rằng Minh Tề vẫn có chút bản lĩnh. Chỉ là việc này cũng là tự lừa mình dối người. Hoàng phủ Hạo của Tần Quốc đối với hắn bề ngoài tôn trọng nhưng thực chất không ra gì. Vì Minh An công chúa chết, đến giờ vẫn không tha người của đại lý tự, Minh Tề quan chức suốt ngày vội vàng bình oan cho công chúa Tần Quốc, nói ra không sợ bị cười chê. Văn Huệ đế không dám từ chối, dù sao hắn vẫn muốn lôi kéo Tần Quốc để đối phó với Đại Lương. Mà Đại Lương càng không cần nói duệ vương làm việc tự có cách hoàng phủ hạo trí ít bề ngoài còn tôn trọng văn huệ đế duệ vương lại làm theo ý mình không một chút tôn trọng văn huệ đế văn huệ đế tự an ủi mình rằng đó là tính cách của duệ vương không ngờ hôm qua duệ vương đến trong cung trong ngự thư phòng nói chuyện văn huệ đế muốn giao hảo với đại lương lại bị duệ vương từ chối một cách khéo léo dù không nói rõ nhưng thái độ của hắn không lưu lại chút tình cảm nào cho văn huệ đế Văn Huệ Đế dù là vua của một nước, nhưng mất mặt như vậy, tự nhiên sắc mặt không dễ coi, liền chìm xuống. Ai ngờ Duệ Vương không để ý đến sự tức giận của hắn, nhấc lên chuyện mấy tòa thành trì nằm giữa Minh Tề và Đại Lương, trong lời nói có ý muốn thu hồi những thành trì đó. Văn Huệ Đế lập tức đổi sắc mặt. Mấy tòa thành trì này không lớn, nhưng có vài vùng mỏ. Những mỏ này có thể khai thác ra khoáng thạch để chế tạo vũ khí lớn. Thành trì lại nằm ở biên giới giữa Minh Tề và Đại Lương, lúc trước Đại Lương không để ý đến những vùng này, trong thành đều là dân Minh Tề. Bây giờ nói ra, ý nghĩa là gì? Mang ý nghĩa Đại Lương muốn chiếm lĩnh mấy tòa thành trì này. Văn Huệ đế, dù mê muội, cũng rất mẫn cảm với lãnh thổ của mình. Đại Lương trước tiên cướp mấy tòa thành trì, ai biết sau đó còn có thể cướp cái gì. Bây giờ là mấy tòa này, mấy ngày nữa là mấy tòa khác có thể rồi sẽ dứt khoát mang binh san bằng minh tề. Với binh lực minh tề, không thể chống đỡ được đại lương. Duệ vương đại diện cho ý tứ của vĩnh lạc đế. Duệ vương nhìn như lơ đãng mấy câu, nhưng lộ ra dã tâm của đại lương. Văn huệ đế nổi tâm không ngừng kêu khổ, biết rõ đối phương có dã tâm, hắn còn không dám trực tiếp trừ khử duệ vương. Chỉ vì lửa giận của vĩnh lạc đế hắn không chịu nổi. Nếu kết minh được với Tần quốc, có lẽ còn có chút niềm tin, chỉ cần chỉ có minh tề. Cũng chỉ có thể nhịn. Làm hoàng đế nhưng lại không có một chút tôn nghiêm, Văn Huệ đế trong lòng nén giận cực kỳ. Đại lương có dã tâm, ai biết tiếp theo sẽ làm gì. Người và Thẩm Diệu chuyện hôn sự tạm thời không vội, Văn Huệ đế nói, chậm hiện tại không thể chọc giận Thẩm Tín, chính là lúc mấu chốt, nếu để Thẩm Tín sinh bất mãn với chậm để đại lương chui chỗ trống thì không tốt. Thái tử nghe vậy trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Tính tình của Văn Huệ Đế hắn đã rõ, càng vào lúc này càng muốn chiều theo đối phương. Thế là lên tiếng, Nhi thần không vội, tự nhiên vẫn là lấy đại sự làm chủ. Không ngờ đại lương dám giấu giếm dã tâm, chúng ta không thể lơ là cảnh giác với hắn. Thấy thái tử như vậy, Văn Huệ Đế rất vui mừng, vỗ vai hắn nói trẫm biết ngươi yên tâm đại lương tuy có dã tâm trẫm cũng sẽ không mồi chờ chết ngày mai sẽ cùng tần thái tử bàn bạc về kết minh tần quốc biết đại lương có dã tâm tất nhiên cũng sẽ lo lắng kết minh với minh tề là hợp lý đến lúc đó không cần kiêng kỵ đại lương trẫm sẽ tự mình hạ chỉ binh quyền của thẩm gia và thẩm gia nha đầu đều sẽ thuộc về ngươi trong lời nói Văn Huệ Đế coi thẩm rượu như một vật phẩm chắc chắn sẽ rơi vào trong túi. Thái tử cười đáp ứng, nhưng trong lòng có chút oán giận đại lương Duệ Vương, chính vào lúc này lại nói những lời như thế với Văn Huệ Đế. Thời cơ cũng quá khéo. Định Vương không dễ dàng cho hắn một kế sách rượu kế, lại bị Duệ Vương làm hỏng, khiến Thái tử cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng không thể làm gì hơn. Trong cung truyền về tin tức, chuyện hôn sự giữa thẩm diệu và thái tử tạm thời bị đè ép xuống dù không biết nguyên nhân cụ thể vinh tím công chúa cũng thở phào nhẹ nhõm ngày đó nàng ở trong cung gặp thẩm diệu để cho mình thị nữ thân tín đưa thẩm diệu xuất cung còn mình thì vào gặp văn huệ đế văn huệ đế đối với vinh tím công chúa vẫn giữ khách khí vinh tím công chúa liền nói rất thích thẩm diệu hy vọng văn huệ đế đừng vội vàng quyết định chuyện gà thẩm diệu cho thái tử Ai ngờ văn huệ đế lúc này liền giận tím mặt, nói rằng nữ quyến không thể nghị chính. Vinh tín công chúa vốn là người thẳng tính, bèn đáp, thẩm diệu chuyện hôn sự không phải là chuyện nữ nhi ra, làm sao lại dính dáng đến triều chính. Thế là nàng và văn huệ đế tranh cãi, đến cuối cùng văn huệ đế nổi giận, đuổi nàng ra khỏi cung. Tối hôm đó vinh tín công chúa tức giận đến nỗi bệnh tim lại tái phát. Chỉ là may mắn thay, Văn Huệ Đế cũng không nghi ngờ tại sao Vinh Tín công chúa lại làm như thế. Trước đó, Thẩm Diệu đã mấy lần gặp nguy hiểm, đều được Vinh Tín công chúa cứu giúp. Trong mắt người ngoài, chỉ cảm thấy Vinh Tín công chúa và Thẩm Diệu hữu duyên, bởi vậy việc Vinh Tín công chúa đặc biệt đối đãi Thẩm Diệu cũng có thể hiểu được. Không ai nghĩ rằng Vinh Tín công chúa sở dĩ che chở Thẩm Diệu là vì có ý liên quan đến tạ cảnh hành. Như vậy là tốt rồi vinh tín công chúa nói với dương cô cô bản cung còn tưởng rằng lần này không giúp được nàng trong lòng rất áy náy bây giờ tạm thời đè ép xuống có thể cứu vãn chút ít bản cung vậy thì có thể đi báo tin cho nàng bằng không ngày sau dưới cửu tuyền bản cung không còn mặt mũi đối với cảnh hành dương cô cô vội vàng khuyên nhủ tiểu hầu ra biết được công chúa khổ tâm tất nhiên cũng sẽ vui mừng đúng lúc đó có người đi vào cung nữ vén rèm thi lễ, nhỏ giọng nói, "Điện hạ, y quán đã đưa thuốc tới." Vinh Tín công chúa hơi run run, hỏi, "Không phải đã hết sao?" Tâm nàng nhanh đã phạm nhiều năm, có một phương thuốc đặc biệt, nhưng có một vị thuốc dẫn cực kỳ khó tìm lại quý hiếm. Một năm chỉ có một chút, y quán trong thành Định Kinh hầu như đều cung cấp cho phủ công chúa. Trước kia tạ cảnh hành còn sống, hàng năm không biết từ đâu tìm về rất nhiều. Vinh tín công chúa không lo lắng gì. Sau khi tạ cảnh hành qua đời, việc tìm thuốc lại trở nên khó khăn, đặc biệt vào mùa đông, vị thuốc này càng hiếm hoi. Vinh tín công chúa đã lâu không có thuốc dẫn, trước đó vài ngày còn nói không có thuốc dẫn, không ngờ hôm nay lại có. Cùng nữ vui mừng nói, y quán nói hôm qua có thương lái đến bán thuốc, trong đó có một sọt lớn vị thuốc này, y quán liền mua hết. Nghe đại phu nói đủ để dùng đến sang năm, thật là may mắn. Dương cô cô cũng cười nói, thật là vận may. Vinh tín công chúa không lưu tâm lắm, phát tay, đưa đến nhà bếp đi. Cung nữ vội vã rời đi. Vinh tín công chúa mới cười khổ một tiếng, thở dài, trước kia cảnh hành còn sống, cũng là một sọt một sọt mang về. Làm sao hiện tại, cũng thành hiếm thấy vận may. Dương cô cô biết nàng nhớ đến tạ cảnh hành, trong lòng đau buồn, đang muốn chuyển chủ đề, liền nghe vinh tín công chúa nói, dìu ta đi hành chỉ viện. Dương cô cô sững sờ, hành chỉ viện là một viện lạc trong phủ công chúa. Lúc trước Ngọc Thanh công chúa qua đời, vinh tín công chúa tức giận tạ đỉnh, từng đón tạ cảnh hành về phủ ở một thời gian. Tạ cảnh hành sinh ra Ngọc Tuyết đáng yêu, vinh tín công chúa liền sai người làm cho hắn một viện tử, chính là hành chỉ viện. Sau đó tạ đỉnh đón tạ cảnh hành về, vinh tín công chúa cũng không hủy hành chỉ viện tạ cảnh hành lớn lên thỉnh thoảng cũng đến phủ công chúa trụ vài ngày nghỉ ở hành chỉ viện từ khi tạ cảnh hành chết trận hai năm trước vinh tín công chúa đã cho người khóa hành chỉ viện ngoại trừ hạ nhân quét dọn không ai được phép vào bản thân nàng cũng sợ thấy vật nhớ người không bao giờ đặt chân đến hành chỉ viện hôm nay lại phá lệ lần đầu tiên muốn vào hành chỉ viện sau hai năm dương cô cô không dám chống đối vinh tín công chúa có chút lo lắng nâng nàng đến hành chỉ viện vinh tín công chúa nói gần đây ta không biết sao lúc nào cũng mơ thấy cảnh hành nói đến đây biểu hiện của nàng trở nên kỳ lạ dương cô cô thấy vậy có chút không rõ vinh tín công chúa trong lòng có chút bất an mấy ngày nay nàng mỗi đêm đều mơ thấy một thiếu niên mặc tử y trên mặt mang nửa khối ngân mặt nạ nàng không biết người đó là ai, liền đưa tay vạch trần mặt của đối phương. Người kia có gương mặt giống tạ cảnh hành như đúc, nhưng gọi nàng là vinh tín công chúa. Là giọng của đại lương duệ vương. Vinh tín công chúa mỗi khi tỉnh dậy, đều thấy lưng mình đẫm mồ hôi. Nàng nghĩ, hẳn là vì ngày đó thấy thẩm diệu và duệ vương gút mắt. Nên vì đối phương gọi tiểu tự mà đem tạ cảnh hành và duệ vương nhầm lẫn với nhau, đến nỗi ban đêm cũng mộng mị điên đảo nghĩ đến càng nhiều trong lòng nàng càng hoài niệm tạ cảnh hành nghĩ hôm nay nên đi hành chỉ viện nhìn lại nghĩ vậy cũng đã đến hành chỉ viện hộ vệ ngoài sân nhìn thấy nàng có chút bất ngờ vinh tín công chúa hai năm không đặt chân tới nơi này cũng không cho người khác vào hộ vệ tránh ra đường vinh tín công chúa cùng dương cô cô đi vào trong phòng vẫn được trang trí như hai năm trước vì ngày ngày có người quét dọn không một chút bụi bặm trông mới tinh sạch sẽ, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Càng khiến vinh tín công chúa hoảng hốt cảm giác, như chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên đang nằm trên giường, hững hờ ăn quả táo. Trên giá bày đầy đồ chơi yêu thích từ nhỏ đến lớn của tạ cảnh hành, trên ghế còn đặt bộ quần áo của hắn. Vinh tín công chúa đi đến bên bộ quần áo đó, cầm lên, đưa tay mơn trớn hoa văn trên đó, hoài niệm nói, vẫn như lúc trước, dương cô cô không biết nên nói gì sợ rằng nói gì cũng làm vinh tín công chúa thêm thương tâm liền đáp hoa văn trên kim tuyến vẫn còn mới tinh vinh tín công chúa cười nói cảnh hành đứa nhỏ này nhiều quy củ khi còn bé mặc quần áo cho hắn màu sắc rực rỡ thì không chịu một mực yêu thích màu tím ta chê màu tím nặng nề không thích hợp tiểu hài tử mặc phải theo lên hoa hắn ghét bỏ vô cùng sau này tú nương trong cung dùng kim tuyến thêu ám văn ở bào giáp vạt áo thì hắn mới chịu mặc muốn hoa lệ rồi lại không muốn quá nổi bật nhiều mưu mẹo lắm dương cô cô cũng cười tiểu hầu gia kim tôn ngọc quý màu tím quý trọng chỉ có tiểu hầu gia mặc mới đẹp mắt như vậy lúc trước điện hạ mang tiểu hầu gia tiến cung người khác còn tưởng là hoàng tử dáng dấp kia vốn là người trong hoàng thất ngay cả Ngọc Thanh lúc trước cũng không có khí độ như vậy. Vinh Tín công chúa cười, vừa xoa xoa bào giác thêu ám văn bằng kim tuyến, nhưng cười cười, nàng lại không cười nổi. Biểu hiện dần dần trở nên nghiêm nghị. Như đã nói, Tạ Cảnh Hành rất kén chọn về quần áo, yêu thích mặc áo tím, hoa lệ nhưng không quá nổi bật, phải dùng kim tuyến thêu hoa văn ở bào giác hoặc vạt áo. Vì yêu cầu cao, sợi tơ rất nhỏ, hoa văn cũng đặc biệt nhưng hôm đó trong cung, cùng thẩm diệu dây dưa, duệ vương mặc tử kim bào, kéo tay thẩm diệu, kim tuyến trên ống tay áo giống hệt của tạ cảnh hành trước đây. Vinh tín công chúa tuy sức khỏe không tốt, nhưng mắt không mù. Ngày đó thấy duệ vương, nghe thẩm diệu gọi duệ vương là tạ cảnh hành, có lúc nghĩ duệ vương là tạ cảnh hành. Nhưng sau nhìn thần thái và khí chất của duệ vương, lại thấy rất xa lạ, nghe duệ vương giải thích, liền bỏ đi ý nghĩ này nhưng nàng luôn cảm giác có gì đó không đúng trở về phủ công chúa liên tục nhớ tới tạ cảnh hành và duệ vương nàng vẫn nghĩ rằng vì duệ vương và tạ cảnh hành có tiểu tự giống nhau nên canh cánh trong lòng hôm nay mới sáng tỏ không phải vì tên mà vì hoa văn trên ống tay áo cùng tạ cảnh hành sống chung mười mấy năm vinh tín công chúa coi tạ cảnh hành như con ruột mẫu thân luôn để tâm đến con dù chỉ là chuyện nhỏ hoa văn trên ống tay áo nàng cũng nhớ rõ, chỉ là từ khi tạ cảnh hành chết, nàng đã hai năm không nhìn thấy hoa văn này, nhất thời không nhớ ra. Hôm nay nhớ lại, hoa văn giống hệt của Duệ Vương. Có những chuyện, sâu xa thăm thẳm tự có định mệnh, chỉ cần một lời dẫn, giống như sợi dây sâu chuỗi các hạt châu rời rạc, tất cả đều có đáp án. Cùng yêu thích mặc áo tím, cùng hoa văn trên bào giác, cùng gọi là cảnh hành cùng có quan hệ đặc thù với thẩm diệu. Vinh tín công chúa đột nhiên nghĩ đến sọt thuốc dẫn kia. Tại sao trước đây không có, hôm nay lại có? Là vì trước đó vài ngày nàng phạm tâm nhanh trước mặt Duệ Vương, không bao lâu sau thì có thương lái bán dược liệu. Quá nhiều trùng hợp, không thể chỉ là trùng hợp. Một khi hạt giống hoài nghi nảy mầm, liền không có đường trở lại. Nó nhanh chóng rút cảnh, trưởng thành đại thụ che trời mãi đến khi không thể lay động, cắm dễ sâu trong lòng, cứng rắn không thể phá vỡ. Bây giờ nghĩ lại, tạ cảnh hành từ nhỏ đã có khí chất quý phái, cứ nghĩ là trời sinh giáo dưỡng, không biết là huyết thống không giống. Tuy rằng khí chất thay đổi, bóng dáng thay đổi, nhưng có những thứ không thể thay đổi, như một số thói quen nhỏ, như Cảm giác của thân nhân Vinh tín công chúa đột nhiên ngồi xổm xuống, ấn tay lên ngực, dương cô cô sợ hãi, chỉ thấy sắc mặt vinh tín công chúa trắng bệch trên trán mồ hôi lớn giọt lớn. Vội vàng kêu lên, người đâu? Mau gọi đại phu, công chúa tâm nhanh lại tái phát. Một tay đột nhiên nắm chặt tay dương cô cô, vinh tín công chúa sắc mặt đau đớn, ngữ khí lại kiên quyết, nói, dìu ta về thư phòng, lấy thiếp mời lại đây. Nàng nhất định phải tự mình xác nhận một chuyện. Thẩm Diệu tỉnh dậy sau giấc ngủ, La Tuyết Nhạn vui mừng nói cho nàng biết, chuyện hôn sự với thái tử tạm thời bị đè ép xuống. Thẩm tín mở ra trong cung then chốt, nguyên là có liên quan đến Duệ Vương. Nghe nói Duệ Vương cùng Văn Huệ Đế nói chuyện, trong lúc vô tình nhắc tới mấy tòa thành trì biên giới, Văn Huệ Đế lo lắng đại lương có dã tâm, lúc này phải lôi kéo thẩm tín, nên tạm thời không nhắc đến chuyện hôn sự của thẩm diệu. La Tuyết Nhạn nói, Duệ Vương đến đúng lúc, giải quyết khẩn cấp cho Kiều Kiều. Có thêm thời gian, chúng ta có thể chậm rãi chọn cho Kiều Kiều người thích hợp. La tuyết nhạn người nói vô ý, thẩm diệu người nghe hữu tâm. Hiểu rằng Duệ Vương không phải vô tình nhắc đến thành trì, mà cố ý khiến Văn Huệ Đế thay đổi chủ ý. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thẩm diệu không khỏi kinh ngạc trước thủ đoạn của tạ cảnh hành. Tạ cảnh hành thủ đoạn không phải cao minh, nhưng rất hiệu quả vẻn vẹn vài câu nói đã khiến đế vương do dự không quyết không dám động thủ thái tử hôn sự thất bại định vương kế hoạch bị nhỡ một mũi tên trúng nhiều đích thật sự làm người ta hài lòng trước đây tạ cảnh hành nói về việc này mà không lưu ý hóa ra hắn có bản lĩnh như vậy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thẩm diệu lại cảm thấy căm giận chính mình thấy tình thế nguy cấp và cảm giác mệt mỏi nhưng đến tay tạ cảnh hành thì dễ dàng như ăn cháo hóa giải, ngược lại làm nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đêm đó tạ cảnh hành hành động ngông cuồng, chỉ hận không thể đánh hắn một trận cho hà giận. La đàm nói, tiểu biểu muội người cầm sách này chặt như vậy làm gì, trang sách đều muốn rách rồi. Thẩm diệu mới lấy lại tinh thần, vội vàng buông tay ra, có chút thẹn thùng. Gần đây cứ nghĩ đến tạ cảnh hành, tâm tình liền hơi không khống chế được đều do cái hôm đó hành động của hắn quá mức bất ngờ khăng khăng chỉ có nàng canh cánh trong lòng la đàm hai tay nâng cằm bỡn cợt nhìn nàng ôi ngươi có phải đang nghĩ lăng ca ca tô công tử phùng đại ca ba người này đều tốt nghĩ không rõ nên chọn ai thẩm diệu nói nghĩ nhiều quá rồi la đàm còn muốn nói gì đó liền thấy la lăng đứng ngoài đi vào La đàm le lưỡi, hồ một tiếng, lăng ca ca. La lăng cười nói, các ngươi đang nói gì? Đang nói tiểu biểu muội thân sự a. À. La đàm rừng rưng nói, tiểu biểu muội không biết gà cho ai, ta đến hỏi thăm một chút. Thẩm diệu trong lòng bất đắc dĩ, la đàm không thể uyển chuyển chút nào, cứ lớn tiếng nói ra, cũng may thẩm diệu đã từng va chạm xã hội, nếu là bình thường nữ hài tử, chắc hẳn đã xấu hổ chết đi được thẩm diệu không có phản ứng gì, la lăng lại có chút lúng túng. Nắm lòng bàn tay ho nhẹ hai tiếng, nhìn quanh một chút, lên tiếng, biểu muội bình an rơi còn thích không? Bình an rơi, thẩm diệu nhướng mày, hỏi, cái gì bình an rơi? La lăng sững sờ, lên tiếng, chính là ta hôm qua. Nói còn chưa dứt lời, bị hạ nhân bên ngoài ngắt lời, nói la tuyết nhạn bảo thẩm diệu đi tiền thính một chuyến. La Lăng nuốt xuống lời vừa tới miệng, mỉm cười bảo Thẩm Diệu đi trước. Thẩm Diệu ấy náy cười, nói, đợi lát nữa sẽ nói chuyện với Lăng biểu ca. Khi đến Tiền Thính, Thẩm Diệu mới biết hóa ra là người từ công chúa phủ đến thẩm trạch. Nói Vinh Tín công chúa gửi thiệp, mời Thẩm Diệu đi công chúa phủ một chuyến. Vinh Tín công chúa nhiều lần cứu Thẩm Diệu, Thẩm Tín phu phụ rất cảm kích, không có lý do từ chối thẩm diệu càng không thể nói gì nàng cười nhận tiếp mời nhưng trong lòng nặng trĩu nếu là trước đây vinh tín công chúa gửi thiệp thẩm diệu sẽ không chút do dự nhận lời bình tĩnh mà xét vinh tín công chúa đối đãi nàng rất tốt bởi vì tạ cảnh hành mà chăm sóc nàng khi biết văn huệ đế có ý định gả thẩm diệu cho thái tử còn muốn vì nàng nói chuyện thẩm diệu trong lòng cũng cảm kích nhưng tại sao vinh tín công chúa lại gửi thiệp vào lúc này nếu là muốn nói chuyện thái tử trực tiếp sai người đến nói một câu là được rồi gửi thiệp mời nàng đến công chúa phủ rõ ràng là muốn mặt đối mặt đàm luận một số chuyện nhưng có chuyện gì quan trọng như vậy quan trọng đến mức vinh tín công chúa hầu như không gặp người phải chủ động mời thẩm diệu đi công chúa phủ ngồi một chút thẩm diệu không khỏi nghĩ đến ngày ở trong cung mình và tạ cảnh hành liên lụy bị vinh tín công chúa nhìn thấy ngày đó nàng gọi tạ cảnh hành tên sau đó bị hắn lừa dối nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an nếu là hiểu rõ và yêu tha thiết người bất luận đối phương biến thành hình dáng gì đều sẽ có một ít manh mối để nhận ra thẩm diệu trực giác luôn luôn rất chuẩn nàng xưa nay không tin rằng tạ cảnh hành và vinh tín công chúa gặp mặt mà không phát hiện ra chỉ là suy đoán này quá đáng sợ hậu quả cũng không thể nào đoán trước nàng không muốn nghĩ sâu vào nhưng trốn tránh không phải biện pháp, phiền phức đã tìm đến cửa. Thẩm Diệu cảm thấy, Vinh Tín công chúa khả năng đã phát hiện một số điều hoài nghi, nhưng nàng không cách nào từ chối tiếp mời, bởi vì từ chối cũng chính là thừa nhận. 173. Bại lộ. Vinh Tín công chúa gửi tiếp mời Thẩm Diệu đến công chúa phủ vào ngày thứ hai sau giờ ngọ. La Tuyết Nhạn còn để Thẩm Tín chuẩn bị một đống lớn lễ vật để Thẩm Diệu mang tới công chúa phủ, bởi vì vinh tín công chúa đã giúp thẩm diệu không ít việc trước đây, la tuyết nhạn muốn thể hiện lòng biết ơn đối với vinh tín công chúa. Thẩm khâu, để phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên đường, đã dẫn theo rất nhiều thị vệ. A Chí và Mạc Kình cũng đi theo. Mặc dù được bảo vệ kỹ lưỡng như vậy, nhưng thẩm diệu suốt dọc đường không thể nói là ung dung. Trái lại, Kinh Chập và Cốc Vũ bên cạnh thấy vậy, cho rằng thẩm diệu lo lắng về an toàn trên đường, còn an ủi nàng hồi lâu trên xe ngựa thẩm diệu vẫn luôn trầm tư suy nghĩ xem nên ứng đối với vinh tín công chúa ra sao khi đến công chúa phủ nếu vinh tín công chúa hỏi về tạ cảnh hành nên làm thế nào để gạt đi sự hoài nghi của bà nhưng vinh tín công chúa là người rất cẩn thận một khi đã hoài nghi thì khó mà dập tắt được thẩm diệu cảm thấy đau đầu cực kỳ kinh chập cười nói cô nương đang nghĩ gì mà trầm tư như vậy nô tỳ đã lâu rồi không thấy cô nương nghiêm túc thế này. Thẩm diệu hơi run run, trong lòng có chút kinh ngạc. Không sai, từ khi trọng sinh tới nay, ỉ vào biết trước con đường, nàng đi rất thuận lợi. Chính vì la tuyết nhạn, thẩm tín và thẩm khâu, việc xử lý ngược lại không quá khó khăn. Còn những người khác, liên quan đến lợi ích của mình thì mới để bụng, như Lưu Huỳnh và Bùi Lang, còn người khác thì có quan hệ gì với nàng đâu vậy mà lúc này nàng lại phải vắt óc nghĩ cách giải quyết chuyện của tạ cảnh hành nhưng tạ cảnh hành và nàng có quan hệ gì tại sao phải lo lắng cho hắn thầm diệu tự giận mình hiểu rõ bản thân luôn là người dễ để tâm vào chuyện vụn vặt trong lòng nàng có tiếng nói rằng đây đều là phiền phức do tạ cảnh hành tự gây ra nên để hắn tự mình giải quyết một tiếng nói khác lại không đành lòng để tạ cảnh hành một mình xử lý chuyện khó giải quyết này dù sao để Tạ Cảnh Hành lại xuất hiện trước mặt Vinh Tín Công chúa với thân phận Đại Lương Duệ Vương đối với cả Vinh Tín Công chúa và Tạ Cảnh Hành đều quá tàn nhẫn. Bất giác khi Thẩm Diệu vẫn chưa nghĩ ra đối sách, xe ngựa đã đến Công chúa phủ. Hạ nhân Công chúa phủ hầu như đều nhớ mặt Thẩm Diệu, tự nhiên cung kính đón nàng vào. Thẩm Diệu để Mặc Kình và những người khác ở lại ngoài cửa giúp đưa lễ vật vào khố phòng. Cung nữ dẫn Thẩm Diệu vào trong phủ nhưng lại dẫn thẳng đến phòng ngủ của vinh tín công chúa. Dù công chúa phủ rộng rãi và sang trọng, từ khi phò mã qua đời, vinh tín công chúa ở quá, không còn coi trọng những vật ngoại thân. Phòng ngủ cũng được bày trí đơn giản và thanh tịnh, khiến người ta có cảm giác vắng vẻ. Vinh tín công chúa đang uống chè, thấy thẩm diệu đến, liền phân phó hạ nhân múc chè cho thẩm diệu. Cười nói, đây là chè do đầu bếp mới làm, rất ngon, bản cung thấy ngon hơn cả trong cung người cũng nếm thử thẩm diệu cảm ơn vinh tín công chúa bưng bát chè nhỏ từng miếng nhỏ nàng thực sự không thích đồ ngọt nhưng bị vướng bởi mặt mũi của vinh tín công chúa nên không tiện từ chối vừa ăn vừa tỉ mỉ quan sát sắc mặt của vinh tín công chúa vinh tín công chúa trông có vẻ khỏe mạnh hơn hôm gặp ở trong cung sắc mặt hồng hào hơn nhiều tâm tình cũng có vẻ tốt trên mặt mang nụ cười. Thẩm Diệu nói, công chúa trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Y quán gần đây trùng hợp thu được một loại dược liệu quý hiếm, nhà bếp sắc thuốc cho bản cung uống hàng ngày, bản cung thân thể không tốt cũng khó khăn. Vinh tín công chúa thở dài, thật là số phận, lúc trước muốn tìm dược liệu này đã rất khó khăn, không ngờ lại gặp may vào lúc này. Ngữ khí có vài phần kinh ngạc. Thẩm diệu cùng vinh tín công chúa tán gẫu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Vinh Tín công chúa không phải là người vụn vặt, thường ngày cũng đều nói những chuyện có kiến giải lý thú, chuyện nhỏ này không đáng để bà nói. Nhưng hôm nay Vinh Tín công chúa lại đề cập đến, Thẩm Diệu không hiểu dụng ý. Nàng vốn nghĩ Vinh Tín công chúa sẽ hỏi về tạ cảnh hành, không ngờ Vinh Tín công chúa lại không đề cập nửa câu, tựa hồ không có ý định hỏi. Trái lại, bà truyền đề tài nói về việc trước đó văn huệ đế đè xuống chuyện của thẩm diệu hoàng huynh trước đây bướng bỉnh rất muốn ngươi làm con dâu dù bản cung cũng thấy không thích hợp nhưng hôm ngươi đi rồi bản cung tự mình hướng hoàng huynh cầu xin nghĩ để hắn bỏ ý đồ này hoàng huynh không đáp ứng sau đó nhờ duệ vương phúc bà nhìn thẩm diệu cười nói chắc thẩm tướng quân đã nói cho ngươi rồi thẩm diệu gật đầu lòng thầm cảnh giác. Tuy lời này có chút đại nghịch bất đạo, bản cung không hy vọng đại lương có dã tâm gì đối với minh tề. Nhưng phải cảm ơn Duệ Vương, nếu không có hắn, Hoàng Huynh sẽ không thay đổi chủ ý. Người thân sự cũng sẽ không bị đè xuống như bây giờ. Thẩm Diệu trầm mặc không nói, vào lúc này nhiều lời nhiều sai. Không ngờ Vinh Tín công chúa đột nhiên kéo tay nàng, cười nói, trước đây bản cung thấy ngươi và Duệ Vương quan hệ không ít, bản cung so với ngươi nhiều tuổi hơn, ăn muối nhiều hơn ăn gạo, nhìn người cũng tinh tường hơn. Duệ vương thân phận đặc thù, bản cung nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ, khó tránh bị lừa. Không ngờ hắn lại là người nghĩa khí, lần này mở miệng đúng lúc, bản cung nghĩ, nói là cố ý thì cũng miễn cưỡng. Vinh tín công chúa trước đây không có thái độ như thế đối với Duệ Vương, sự thay đổi lớn như vậy khiến Thẩm Diệu càng cẩn thận hơn trên mặt nàng không hề để lộ chút hoảng loạn, chỉ mỉm cười đáp. Duệ vương là nhân trung long phượng, thần nữ chỉ là phù du chuyện vặt, tất nhiên không thể đánh đồng với nhau. Thần nữ cũng không tự đại đến mức cho rằng Duệ vương sẽ vì thần nữ mà nói chuyện. Đây là lời nói huyền chuyển phủ nhận quan hệ thân mật với Duệ vương. Bản cung biết ngươi là thẹn thùng. Vinh tín công chúa hôm nay lại đặc biệt chấp nhất một cách kỳ lạ, bà nói, bản cung sẽ không nói ra. Thẩm Diệu còn muốn nói thêm, nhưng Vinh Tín Công chúa lại chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay Vinh Tín Công chúa đặc biệt tràn đầy phấn khởi, lôi kéo Thẩm Diệu nói chuyện hồi lâu. Dường như khi mới nhắc đến Duệ Vương, Thẩm Diệu tưởng rằng Vinh Tín Công chúa sẽ tiếp tục hỏi, nhưng bà lại chuyển sang hỏi về gần đây La Tuyết Nhạn có tìm được thanh niên Tuấn Kiệt nào thích hợp cho Thẩm Diệu không. Từ buổi trưa đánh chống lảng cho đến khi bóng đêm giáng lâm. Vinh Tín công chúa vẫn không hề có ý muốn kết thúc câu chuyện hay tiễn Thẩm Diệu về phủ. Thẩm Diệu cũng không rõ ý định của Vinh Tín công chúa. Kinh Chập và Cốc Vũ muốn Thẩm Diệu sớm trở về, tránh để trời tối khó đi và đường trơn. Nhưng ở đây là công chúa phủ, công chúa không lên tiếng, Thẩm Diệu không lên tiếng, hai người bọn họ cũng không dám nói thêm. Đợi đến khi uống xong bình trà cuối cùng, Vinh Tín công chúa đứng dậy, Kinh chập và Cốc Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Vinh Tín công chúa hôm nay hứng thú như vậy, không dễ dàng gì đã đến giờ này để thẩm rượu trở về thầm trạch. Ai ngờ, Vinh Tín công chúa lại thân thiết kéo tay Thẩm Diệu, cười nói, bồi ta đi dạo trong sân một chút." Kinh chập và Cốc Vũ há hốc mồm, nơi này là công chúa phủ, Vinh Tín công chúa ở đây nhiều năm như vậy, chính mình ngày nào cũng đi dạo, sao lại phải kéo Thẩm Diệu đi dạo? Hơn nữa trời đã tối và rất lạnh, dạo chơi viện tử thì có gì vui? Hoàng gia công chúa đều có những sở thích kỳ lạ như vậy sao? Thẩm diệu nhưng đã nhìn thấu. Vinh tín công chúa rõ ràng có dụng ý khác, hôm nay mời thẩm diệu đến công chúa phủ, chắc chắn không chỉ để trò chuyện. Vinh tín công chúa tất nhiên có dự định riêng. Nhưng thẩm diệu không thể từ chối. Nàng nói, được a. À. Ra ngoài dự đoán của kinh chập và cốc vũ, Vinh Tín công chúa dẫn Thẩm Diệu đến một chỗ viện tử, trong bóng đêm không có đèn lồng, không thể thấy rõ chữ trên tấm bảng. Vinh Tín công chúa một tay kéo Thẩm Diệu vào trong phòng, cười nói, "Viện tử này gọi là Hành Chỉ Viện." Trong lòng Thẩm Diệu hồi hộp một hồi, liền biết Vinh Tín công chúa sau đó phải nói cái gì. Quả nhiên, Vinh Tín công chúa vừa vào nhà, liền rất hoài niệm mơn trớn các vật trang trí nhỏ, cười nói, nơi này là nơi ở của cảnh hành. Kinh chập và cấp vũ theo sau lưng, nghe vậy đều kinh ngạc, đây là nơi ở của tạ gia tiểu hầu gia. Cảnh hành từ nhỏ đã không còn mẹ, Ngọc Thanh đi rồi, bản cung thương tiếc tuổi hắn còn nhỏ đã gặp nhiều biến cố, giận lâm an hầu bất an với thất, gây ra hỏa hoạn hậu viện. Ngọc Thanh số khổ, lúc lâm trung còn muốn giữ danh tiết. Nhưng ngày đó lại bị phương thị lợi dụng, không thể công khai đối phó nàng bằng không còn có thể Sáu Ngọc Thanh đưa vào lòng đất với danh xấu. Bản cung ngày đó giận dữ, sợ Phương thị lại dùng thủ đoạn độc ác, liền đem Cảnh Hành nuôi ở công chúa phủ. Cảnh Hành từ nhỏ rất nghịch ngợm, cùng bản cung rất thân cận. Bản cung không có con trai, nghĩ nếu nuôi Cảnh Hành ở bên mình cũng không tệ, sau đó liền xây dựng hành chỉ viện này cho hắn. Vinh tín công chúa nói đến những việc này, còn rất xúc động. Theo sự miêu tả của bà, Thẩm Diệu tự hồ thấy được hình ảnh một đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Thẩm Diệu may mắn có cha mẹ yêu thương, tuy vì những mâu thuẫn trong gia đình mà xa cách, nhưng cuối cùng cũng có thể hàn gắn. Nhưng tạ cảnh hành từ khi ra đời đã không có mẹ. Hoặc nói, hắn vừa sinh ra đã phải đóng vai một nhân vật đáng thương và không thuận lợi trong minh tề. Cảnh hành ở chỗ bản cung được dưỡng rất tốt, Lâm An hầu đến đòi người nhiều lần, thậm chí nhờ cả Hoàng Huynh, nhưng bản cung không cảm kích. Nhưng sau đó Phương Thị sinh thêm hai con trai, bản cung liền đem cảnh hành trả lại, vinh tím công chúa quay lại nhìn Thẩm Diệu, ngươi có biết tại sao? Thẩm Diệu suy nghĩ một lúc, nói, bởi vì tạ tiểu hầu gia là đích tử của Lâm An Hầu Phủ, nên Lâm An Hầu Phủ vốn phải do hắn kế thừa. Nếu tiểu hầu gia vẫn ở lại công chúa Phủ, sẽ bị Phương Thị và hai đứa con trai lợi dụng, có khi vị trí Lâm An Hầu sẽ rơi vào tay hai huynh đệ kia. Vinh tín công chúa nghe vậy cười nói, bản cung đã sớm biết ngươi là người thông suốt, lúc bản cung bằng tuổi ngươi, chắc chắn không thể nghĩ được như thế. Thẩm diệu khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, tự nhiên đúng, cô nương trẻ tuổi, chưa từng sinh con, tất nhiên không nghĩ được lâu dài. Nhưng nàng là người đã sống qua hai đời, suy bụng ta ra bụng mười, nếu đổi thành uyển du và phó minh, Nàng cũng sẽ để họ trở lại. Vốn là con mình, dựa vào gì để người khác chiếm tiện nghi? Tuy rằng cảnh hành trở lại, nhưng tình cảm với bản cung vẫn tốt. Đều nói máu ngủ tình thâm, bản cung lo hắn bị tiểu nhân kích động, đối với bản cung và Ngọc Thanh có lời oán hận. Nhưng ngược lại với dự đoán, tình cảm giữa hắn và Lâm An Hầu không tốt. Bất kể Lâm An Hầu làm gì, hắn vẫn không mặn không nhạt. Đôi lúc bản cung nghĩ hắn và Lâm An Hầu thật sự không giống như là cha con, máu mù tình thâm giải thích thế nào đây? Thẩm Diệu cảm thấy tim mình đập mạnh, lời của Vinh Tín công chúa có quá nhiều hàm ý. Vinh Tín công chúa cầm lấy một gương soi mặt nhỏ trên giá, nói, thực ra không phải không giống Lâm An Hầu, mà cũng không giống Ngọc Thanh. Lâm An Hầu là người hồ đồ, có chút do dự thiếu quyết đoán, làm việc không rõ ràng, bằng không đã không bị phương thị tính toán ngọc thanh là người ngốc một lòng thoa vào thân nam nhân cuối cùng âm thầm bị tổn thương mất cả mạng không để lại gì cho con cảnh hành tính tình không giống cả hai người bọn họ cảnh hành bề ngoài nhìn không tệ nhưng làm việc lại cực kỳ quả đoán có lần hắn nhận được một thanh bảo kiếm vừa tay bạn thân của hắn rất thích thanh kiếm đó nhưng hắn chỉ nhìn và cười sau đó hắn lấy một chiếc gương từ bạn và trao đổi với thanh bảo kiếm bản cung hỏi hắn, rõ ràng không thích chiếc gương, tại sao lại nói dối? Hắn nói với bản cung, bởi vì hắn cũng không thích thanh bảo kiếm kia. Hắn từ nhỏ đã rất rõ ràng về những thứ mình muốn và không muốn. Đồ không cần thì không bao giờ nhìn, còn những thứ muốn thì luôn giữ chặt trong tay. Hắn luôn cười, rất chiêu cô nương yêu thích, nhưng không bao giờ có biểu hiện đặc biệt với ai. Hắn thực ra là người lạnh lùng hơn ai hết. Vinh Tín công chúa nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, có khoảnh khắc Thẩm Diệu cảm thấy Vinh Tín công chúa và Tạ Cảnh Hành ở một số phương diện rất giống nhau, đặc biệt là ánh mắt sắc bén nhìn thấu người khác, như thể có thể xuyên thấu linh hồn họ. Loại cảm giác áp lực đó, từ công chúa đã không còn trẻ nữa lại một lần nữa bày ra. Nàng mở miệng nói, "Bản cung nghĩ, Lâm An Hầu trong mắt hắn có lẽ chỉ là thứ không cần thiết, vì vậy từ đầu hắn cũng chưa từng có tình cảm gì với Lâm An Hầu." bản cung luôn nghĩ bản cung là người hắn muốn giữ chặt nhưng bây giờ nghĩ lại bản cung sai rồi bản cung cũng chỉ là người hắn không cần đúng không câu hỏi cuối cùng nàng hướng đến thẩm diệu kinh chập và cốc vũ đã bị dương cô cô lôi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại thẩm diệu và vinh tín công chúa thẩm diệu yên lặng nghe rồi mở miệng nói tiểu hầu ra là người để công chúa trong lòng thẩm diệu bản cung biết ngươi thông minh lại giỏi về suy đoán lòng người vì vậy ngươi không cần hống bản cung vinh tín công chúa cười lạnh nếu thực sự coi bản cung là quan trọng sao lại giả chết để lừa dối bản cung sao có thể nhìn bản cung ngày đêm không yên rõ ràng đã chuẩn bị từ trước tất cả để lừa dối lòng tin và tình cảm của bản cung rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng không chịu nhận nhau còn dùng cớ vụng về để qua loa thầm diệu ngươi nói cho bản cung đó là coi bản cung trong lòng sao nói đến đây giọng nàng đột nhiên trở nên sắc bén như mang theo sự phẫn nộ thẩm diệu cảm thấy nặng nề cuối cùng nàng cũng biết rồi nhưng nàng vẫn không thể thừa nhận có rất nhiều chuyện dù biết rõ kết quả là gì vẫn không thể nói ra dù có chứng cứ xác thực cũng không thể nói vinh tín công chúa là công chúa minh tề tạ cảnh hành là duệ vương đại lương một khi tin tức này bị chứng thực sẽ mang đến biến hóa lớn cho thế cuộc và đem đến phiền phức lớn cho Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu không thể lỗ mãng thừa nhận. Dù Vinh Tín công chúa đã nhận định trong lòng. Nàng nói, "Thần nữ không hiểu công chúa đang nói gì." Vinh Tín công chúa khinh bỉ nhìn nàng, sự hiền lành ôn hòa trước đó không còn, thay vào đó là sự cao ngạo và quyền uy của hoàng thất, có thể dễ dàng bóp chết một con kiến. Đó là biểu hiện mà người phó gia thường thấy nhất. Từng có lúc thẩm diệu mỗi ngày đều phải chứng kiến. Nàng đột nhiên cảm thấy căm ghét, không phải căm ghét vinh tín công chúa, mà là căm ghét dòng máu phó ra trong nàng, để bọn họ tại một số phương diện luôn có sự giống nhau. Vinh tín công chúa nói, người biết lừa dối hoàng thất là tội danh gì không? Tội khi quân, thẩm diệu đáp. tư thông với địch phản quốc, tội khi quân, tám chữ này đủ để khiến thẩm gia bị chém đầu cả nhà, liên lụy đến cửu tộc. Ngươi từng chứng kiến thầm vạn sự tình, biết rằng ngươi đang nói gì, và đối với bản cung nói lại là cái gì hoang đường. Thẩm diệu nói, thần nữ không hề nói gì. Không thấy quan tài không đổ lệ thật sao? Vinh tín công chúa âm thanh lộ ra sự lạnh lẽo, bản cung nếu muốn ngươi chết là chuyện dễ dàng. Nếu hôm nay ngươi không trả lời làm bản cung thỏa mãn, bản cung chỉ cần nói với Hoàng Huynh một câu, thẩm ra sẽ gặp phải tai ương. Ngươi có muốn vì mình mà khiến cha mẹ và huynh trưởng bồi thêm tính mạng không? Thẩm Diệu trầm mặc không nói. Vinh Tín công chúa chậm rãi nói, hiện tại, nói cho bản cung biết, Duệ Vương có phải là tạ cảnh hành không? Không phải, kiên định hai chữ, chưa từng dao động từ miệng Thẩm Diệu. Thẩm Diệu, Vinh Tín công chúa phẫn nộ, bản cung sẽ làm Thẩm gia mắc tội. Mọi việc phải có chứng cứ nếu bản cung muốn không cần chứng cứ cũng có thể trị tội ngươi trong lòng thẩm diệu muốn cười lạnh người phó gia chính là như vậy luôn cường thế bá đảo dù là vinh tín công chúa đang đối mặt với sự tò mò của mình cũng muốn không do dự dùng hoàng quyền bá quyền ức hiếp mọi người đều phức tạp nhân tính đều ích kỷ bản cung hỏi ngươi một lần nữa duệ vương có phải là tạ cảnh hành không phải Vinh tín công chúa hầu như muốn vô cùng phẫn nộ. Nàng thưởng thức thẩm diệu xử biến không sợ hãi trầm ổn bình tĩnh. Nhưng giờ đây sự trầm ổn bình tĩnh đó khiến Vinh tín công chúa cảm giác mình đang đối mặt với một tảng đá, làm sao cũng không tìm ra kẽ hở. Bình thường cô nương nhà đe dọa vài câu sẽ sợ, nhưng thẩm diệu thì không. Người đến, Vinh tín công chúa sắc mặt chìm xuống, đem thẩm diệu cho ta. Nàng lời còn chưa nói hết còn lại liền bị nuốt vào ít hầu. Từ ngoài cửa sổ nhảy vào một bóng người màu tím, hắn từ sau cửa sổ tiến vào, hậu viện không người chờ đợi, bởi vậy cũng không có người nhìn thấy hắn. Người kia một thân ám tử cẩm y, bào giác theo kim tuyến mà vinh tín công chúa tối quen thuộc. Hắn bước vào phòng, bước đi thong thả, thản nhiên tiến về phía thẩm diệu, như thể đang ở chính phủ đệ của mình. Khi đứng trước mặt vinh tín công chúa, hắn lười biếng, chậm rãi mở miệng, nàng nhát gan, dung di đừng dọa nàng. Vinh tín công chúa đứng ngây người, nhìn chằm chằm người đối diện, đôi tay run rẩy chỉ vào hắn, nói không ra lời khi nghe thấy tiếng dung di ấy. Trong căn phòng không rộng lắm, đèn đuốc chập chờn, ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên ngón tay hắn. Gương mặt ẩn sau nửa chiếc mặt nạ bạc lộ ra nụ cười mang chút trào phúng, không chút nào khiến người ta cảm thấy sưởi ấm thẩm diệu không thể tin được nhìn chằm chằm tạ cảnh hành. Nàng không ngờ hắn lại dám xuất hiện công khai ở công chúa phủ, trước mặt vinh tín công chúa. Tạ cảnh hành đã được cho là chết trên chiến trường Bắc Cương hai năm trước. Nếu hắn xuất hiện lần nữa, Minh Tề sẽ dậy sóng. Nếu thêm thân phận duệ vương, thám tử, gian tế, mật thám. Đủ loại cáo buộc sẽ không thiếu. Hắn làm sao dám? vinh tín công chúa run dày chỉ vào hắn hỏi ngươi gọi bản cung là gì trong phòng thanh niên mặc áo tím vóc người thẳng tắp chậm rãi đưa tay gỡ mặt nạ của mình khi mặt nạ bị gỡ xuống gương mặt xuất sắc của hắn hiện ra rõ ràng khuôn mặt đẹp vô song diễm cốt thanh tùng đôi mắt xinh đẹp luôn ngậm lấy ánh sáng hoa đào giờ đây đầy ý cười phong lưu nhưng bên môi lại mang theo nhàn nhạt trào phúng vẻ phong lưu đó bị che lấp bởi sự lãnh mạc, kiêu ngạo phong mang. Một tạ cảnh hành xa lạ, khác xa với thiếu niên đẹp trai rực rỡ, nhưng trên người vẫn lộ ra cái bóng kiêu ngạo của thời niên thiếu. Giờ đây, sự kiêu ngạo đó bị chèn ép, thay vào đó là một nguy hiểm đáng sợ. Hắn đeo lại mặt nạ, hững hờ, lười nhác mở miệng, có khỏe không, dung di. Vinh tín công chúa run rẩy rất lâu, tựa hồ mới từ khiếp sợ tỉnh lại nàng nhìn tạ cảnh hành dùng ánh mắt xa lạ từ trên xuống dưới đánh giá hắn ngữ khí không rõ nói bản cung nên gọi ngươi là duệ vương hay là tạ cảnh hành lời kia mang đầy xa cách và phòng bị làm thầm diệu cũng không khỏi giật mình nàng cũng từng nghĩ tới tình cảnh khi tạ cảnh hành và vinh tín công chúa gặp lại nhưng không ngờ sẽ là thế này tình thân trở thành âm mưu và chuyện cười trong khoảnh khắc đó vinh tín công chúa biểu hiện ra địch ý làm người kinh ngạc tạ cảnh hành nói công chúa tùy ý thuốc dẫn là người đưa sao vinh tín công chúa hỏi tạ cảnh hành cười không đáp vinh tín công chúa cũng cười đồ của duệ vương bản cung không dám không công nhận những dược liệu này giá không thấp bản cung sẽ làm người đem bạc đưa đến duệ vương phủ đa tạ duệ vương không cần tạ cảnh hành nói duệ vương tới đây vì vinh tín công chúa âm thanh khách khí mà cảnh giác như đối mặt với người xa lạ thậm chí kẻ địch nàng cái gì cũng không biết tạ cảnh hành hướng thẩm diệu gật đầu nói công chúa có gì nghi hoặc đều có thể hỏi ta không cần làm khó dễ nàng ta nào dám làm khó dễ nàng vinh tín công chúa cười lạnh ngữ khí phức tạp không làm khó dễ là tốt rồi. Tạ cảnh hành bước tới, ôm vai thầm diệu, không để ý nàng biểu hiện ra sao, nói, chuyện hôm nay, ngày khác bản vương sẽ đích thân giải thích. Công chúa có gì bất mãn, hiểu lầm, không cần liên lụy người khác. Hắn cười nhẹ, duệ vương phủ bất cứ lúc nào chờ đợi. Dứt lời, hắn không để ý vinh tín công chúa phản ứng, mang theo thẩm diệu vài bước tiến lên, từ cửa sổ lược ra ngoài. Thẩm Diệu bị hành động của Tạ Cảnh Hành làm kinh sợ, bị hắn mang ra khỏi công chúa phủ cũng không có phản ứng. Nàng không ngờ Tạ Cảnh Hành dám xuất hiện công khai ở công chúa phủ, cho vinh tín công chúa thấy thân phận của mình. Tạ Cảnh Hành là đại lương người, quốc gia khác nhau sẽ dẫn đến nhiều chuyện thay đổi. Nàng nghĩ rằng vinh tín công chúa sẽ cuồng loạn, phẫn nộ hoặc gào khóc. Nhưng vinh tín công chúa biểu hiện ra sự phòng bị. Nàng chê cười khách khí hữu lễ không có khó khăn như vậy khắc chế tình cảm biểu lộ ra sự thực vinh tín công chúa hoài nghi nhiều hơn cao hứng trong lòng thầm diệu đột nhiên cảm giác khó chịu vinh tín công chúa từng nói hắn từ nhỏ đã rõ ràng mình muốn gì và không muốn gì đồ không cần thì không nhìn muốn đồ vật vừa bắt đầu liền giữ chặt trong tay hắn luôn cười rất chiêu cô nương yêu thích nhưng không có biểu hiện đặc biệt với ai hắn thực ra là người lạnh lùng hơn ai hết có lẽ tạ cảnh hành từ nhỏ đã biết sẽ có ngày như thế này nên mới coi những tình thân đó là không cần không phải không cần mà là không dám cần vì coi như muốn cuối cùng cũng sẽ mất đi thân nhân sẽ biến thành kẻ địch ánh mắt từ ái sẽ biến thành phòng bị thà rằng ban đầu đã không có thân cận cũng sẽ không có thất vọng trong lòng thầm diệu đột nhiên cảm thấy khó chịu phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn